Video lần trước thì tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn một chiếc Hyundai i10 bản thiếu, phiên bản sedan hai đầu để dành riêng cho việc chạy taxi và kinh doanh dịch vụ. Ngày hôm nay thì tôi giới thiệu với quý vị các bạn, đây là chiếc i10 sedan nhưng nó là bản đủ. Nó sẽ có bổ sung một số tính năng và tiện nghi an toàn hơn trước rất nhiều so với cái bản thiếu. Điển hình như phần đầu này chúng ta sẽ có sẵn đèn sương mù này. La răng thì chúng ta sẽ có la răng đúc, tay nắm cửa là cửa đôm và tích hợp sẵn bấm vào cửa thông minh. Cùng với đó là hai cảm biến phía sau, camera lùi. Phần trong bên trong xe, nội thất trong xe chúng ta sẽ có sẵn đầu DVD, có hệ thống dẫn đường mở in. Cùng với đó là chìa khóa mở cửa thông minh và nút bấm start off khởi động thông minh. Xe cũng an toàn hơn bản cũ khi phanh ABS đã được trang bị đầy đủ trên cả bốn bánh. Cùng với đó là túi khí an toàn dành cho vị trí người lái. Giá của chiếc i10 sedan bản đủ này hiện tại Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi đang bán ra với mức giá là 383 triệu, chưa bao gồm các chi phí đăng ký đăng kiểm. Nếu quý vị và các bạn đăng ký ở tỉnh, sau khi hoàn thiện tổng chi phí chúng ta phải trả cho chiếc xe này là 440 triệu. Nếu đăng ký Hà Nội chúng ta phải trả cao hơn, đó là 480 triệu. Các bạn có thể trả thẳng hoặc trả góp. Đối với trường hợp quý vị và các bạn trả góp tại tỉnh, các bạn sẽ trả trước cho chúng tôi 130 triệu. Số tiền còn lại 310 triệu các bạn có thể trả góp trong 5 năm hoặc 7 năm. Tương tự đối với Hà Nội, chúng ta sẽ trả trước 170 triệu và 310 triệu còn lại thì ngân hàng sẽ tài trợ. Nếu quý vị các bạn vay trong vòng 5 năm thì chúng ta sẽ trả cả gốc cả lãi hàng tháng, nó rơi vào khoảng 7,3 triệu đã bao gồm cả gốc cả lãi. Nếu quý vị các bạn vay trong vòng 7 năm, chúng ta sẽ trả tối đa hàng tháng khoảng 5,7 triệu cả gốc cả lãi. Rất dễ để sở hữu chiếc xe này. Đối với chiếc i10 sedan bản đủ này thì ngoài việc có thể kinh doanh vận tải, chạy taxi, Uber, Grab rất hợp lý. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cho chính gia đình của chúng ta, bởi vì tính năng an toàn trên xe này về cơ bản là đều dành cho một chiếc xe hạng A, chiếc xe city car cho thành phố. Mọi chi tiết liên hệ và tư vấn về bán hàng cũng như là thủ tục trả góp về chiếc i10 sedan này, quý vị các bạn có thể liên hệ với số hotline bên dưới để được trợ giúp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Xin chào.